Thưa quý vị, theo Hội Tim Mạch Nhi và Tim Bẩm Sinh, mỗi năm Việt Nam có khoảng 10.000 trẻ em chào đời mắc bệnh tim. Trong đó thì có đến 50% trường hợp cần phải can thiệp về y tế nếu muốn duy trì sự sống. Nhiều em nhỏ lâm vào tình trạng nguy kịch do không được chăm sóc y tế kịp thời do hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn. Vâng, đối với mỗi một người cha người mẹ thì niềm vui và sức khỏe của con trẻ luôn là hạnh phúc và động lực to lớn để họ có thể phấn đấu hy sinh. Nhưng mà cuộc sống éo le trong xã hội thì vẫn còn vô vàn những hoàn cảnh bất hạnh. Có hàng ngàn em bé khi mà sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh, ngày nối ngày, tiếng thét và sự đau đớn lấn át những tiếng cười. Bệnh tim đã khiến cho các bé sống trong đau đớn, mất đi tuổi thơ và cướp đi tương lai tươi sáng của các em trước sự bất lực, vô vọng của gia đình. Đặc biệt là ở những nơi vùng núi cao, điều kiện kinh tế, xã hội và dân trí còn rất nhiều khó khăn. Và vào trong những ngày mà thời tiết đang rét kỷ lục như thế này thì phóng viên của kênh VTC14 vẫn có mặt tại những huyện miền núi cao của tỉnh Lào Cai để cùng chia sẻ với những khó khăn của người dân nơi đây. Trong đó có những em bé đang hàng ngày hàng giờ chống chọi với căn bệnh tim bẩm sinh. Và câu chuyện sau đây sẽ có thể khiến chúng ta phải suy nghĩ. Ba năm trước cháu đi mổ tim, từng khi vào phòng cháu rất lo lắng vì mình không thể qua được bệnh ạ. Cháu khi cháu mổ tim xong, cháu đi học cùng các bạn cháu rất vui. Cháu đã có thể nhảy dây hoặc chơi ô ăn quan, tập thể dục cùng các bạn. Hai bố con cháu thì không có nhà ở cùng bác ạ. Cũng không có mẹ, cũng không có đầy đủ tình cảm của người mẹ cho chúng cháu ạ. Bố thì đi làm nuôi hai chúng cháu đi ăn học ạ, cơm cũng không đủ ăn. Năm nay Hầu Thị Hà mới lên 10, nhưng em có vẻ chín chắn hơn cái tuổi ấy. Tuy vóc dáng thì nhỏ bé, nhưng gương mặt thì toát lên sự rắn giỏi. Phát hiện ra căn bệnh tim bẩm sinh khi lên 3, em ốm đau, giặt dẹo. Nhưng phải đến 4 năm sau, khi nhà trường và địa phương tìm được nguồn kinh phí mổ tim miễn phí, em mới có thể được phẫu thuật. Thế nhưng, bệnh tật chưa phải là bi kịch duy nhất. Là công việc chính của tôi hàng ngày là đi làm thợ, đi phụ xe và thợ xe là chính thôi. Từ khi cháu đi mụn về thì nó đỡ, nhưng mà năm ngoái so với năm ngoái với năm nay, năm ngoái nó được yếu hơn. Mẹ nó thì lại bỏ đi, riêng một mình tôi chăm sóc thì thật ra là cháu cũng thiếu một cánh tay chăm sóc của người mẹ thì rất khó khăn đối với tôi. Đồ không ra đồ, bữa cơm chẳng có gì ngoài củ khoai, củ sắn. Thế nhưng những đứa trẻ thì vẫn phải lớn lên, vẫn phải tiếp tục chống chọi với bệnh tật. Con muốn trở thành bác sĩ để khám cho những em bé vùng cao bị mắc bệnh bẩm sinh như con. Vâng, có thể nói những lời tâm sự của em Hầu Thị Hà đã khiến cho nhiều người không khỏi cảm động bởi chính sự hồn nhiên, thơ ngây của một em bé 10 tuổi, nhưng mà cũng để lại cho chúng ta những suy nghĩ và ám ảnh. Mỗi năm thì có hàng ngàn bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh, nhất là những nơi điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em vùng cao, vì thế mà còn rất nhiều hạn chế. Tuy chưa có một thống kê cụ thể nào về tỷ lệ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh ở thành phố so với ở những vùng có điều kiện kinh tế, xã hội, y tế còn gặp nhiều khó khăn, thế nhưng mà rõ ràng hàng năm thì vẫn có hàng ngàn những gia đình bất hạnh có hoàn cảnh đặc biệt gặp phải cái bệnh lý nguy hiểm này đối với con em mình. Và tim bẩm sinh có thể lấy đi cả một tuổi thơ, cũng có thể lấy đi cả một cuộc đời. Thế nhưng mà việc phát hiện, sàng lọc căn bệnh này lại không hề dễ dàng một chút nào, nhất là ở những nơi, vùng núi cao, những trạm y tế xã như thế này. Chị Hoàng Thị Hường,
trạm trưởng trạm y tế xã Tà Phìn, huyện Sapa. Công tác tại đây đã được 10 năm. Ngần ấy năm, vẫn những dụng cụ y tế như cái ống nghe hay các loại thuốc. Trạm y tế, nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, vẫn hoạt động một cách sơ sài. Ở đây trình độ mình cũng chỉ là y sĩ thôi, chứ có bác sĩ này. Đến lúc đi khám thì mình chỉ khám là nghe, mới lại khám sàng lọc, tuyên truyền cho các cái bà mẹ cho con đi đến cơ sở y tế để khám thường xuyên. Để có thể đưa con đi khám bệnh ở trạm y tế, người phụ nữ dân tộc Mông này đã phải băng qua không biết bao nhiêu km đường rừng. Từ sáng sớm đến qua trưa mới tới được trạm y tế xã. Con một tuổi rồi mà nuôi mãi vẫn không lớn, ốm đau suốt thôi. Nhờ thầy cúng rồi mà không khỏi, không được nữa mới phải cõng con ra đến đây. Nhà xa lại không có tiền mua thuốc đâu. Những người được khám chữa bệnh ban đầu ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông và Sao. Bất đồng về ngôn ngữ, xa xôi về địa lý, phong tục tập quán lạc hậu đã khiến cho khó khăn càng nhiều. Nhưng giữa những bản lưng chừng núi, các cán bộ y tế vẫn nỗ lực bám bản. Anh em và cán bộ y tế mà có giỏi thì biết được đến 3 ngôn ngữ của đồng bào, cho nên cũng rất khó khăn trong cái công tác vận động và tuyên truyền đối với lại bà con. Những cái khó khăn như thế nhưng mà cán bộ y tế là cũng rất là nỗ lực. Nhà nước thì đầu tư trang thiết bị tương đối là đầy đủ. Thế và các cái cơ sở vật chất của các trạm y tế thì cũng khang trang và dần từng bước đi vào hoạt động được ổn định. Dẫu thế, đặt ống nghe, thấy tiếng thổi bất thường, có thể cho ta nghi ngờ về một trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Chuyện tưởng chừng đơn giản, nhưng lại rất khó khăn ở nơi núi cao này. Câu chuyện khó khăn vẫn là muôn thuở.